Mùa tuyển sinh năm nay, do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã chủ động thay đổi các phương án tuyển sinh, tìm kiếm nguồn đầu vào chất lượng. Ngoài việc bố trí xe đưa đón, nơi ăn, chốn nghỉ khép kín cho các học viên thuộc các lớp năng khiếu nghiệp dư tại cơ sở trên 21 huyện thành thị của tỉnh, hội đồng tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ lần này đã về tận các huyện để trực tiếp xem dò và sát hạch các tài năng trẻ. Chúng ta chuẩn bị tổ chức thi đấu với giải festival của Giáo dục Đào tạo Việt Nam tổ chức. Nên đây buộc câu lạc bộ về trung tâm phải thay đổi cách tuyển sinh. Tại vì ở Vĩnh mình dù sao vẫn có cái chỉ thị 15, nên cái việc làm Vĩnh là rất khó. Chúng ta làm thì nó thuận tiện vì là tất cả cái mặt về y tế tất cả là tương đối ổn định, mà chúng ta cũng tách nhóm ra làm theo một kiểu nhóm. Cách làm này tôi nghĩ là phù hợp trong cái bối cảnh như hiện nay. Thế thì chúng tôi cho là cả cái đơn vị chọn lọc các em xuất sắc, chúng ta gom lại thì chúng ta phải đưa đi tuyển hết, không phải tuyển mở rộng như vừa trước, mà những em này đã được tập luyện tại các cái trung tâm vệ tinh của câu lạc bộ và được chọn ra những em tiêu biểu đưa xuống đây chúng ta kiểm tra lại, và những em đạt chất lượng thì chúng ta nước sẽ tuyển qua vòng 2 tại câu lạc bộ, chúng ta ký hợp đồng vào câu lạc bộ luôn. Địa điểm đầu tiên trong chuyến đi này là thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Đây cũng là nơi được đầu tư mạnh, có phong trào bóng đá trẻ phát triển sâu rộng trong nhiều năm trở lại đây với 2 lớp năng khiếu. Các lớp năng khiếu Thái Hòa cũng chính là đương kim vô địch giải U9 Sông Lam Nghệ An mở rộng và giải năng khiếu U10 Sông Lam Nghệ An, liên tục gặt hái những huy chương tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo Nghệ An của tỉnh. Thực ra thì trong những năm vừa qua thì Sông Lam Nghệ An rất là quan tâm đến công tác đào tạo cho đội ngũ vận động viên trẻ, đặc biệt lứa tuổi của thiếu niên nhi đồng. Thì ở Thái Hòa chúng tôi thì trước cái sự đam mê của các cháu, của phụ huynh, thì hàng năm đều có những cái tuyển sinh để các cháu tham gia. Trước hết là rèn luyện sức khỏe này, rồi là thể chất này, và thứ hai nữa là sức khỏe thì rèn, tức là để các cháu yên tâm học tập. Bên cạnh đó thì qua quá trình rèn luyện thì chúng tôi cũng phối hợp Sông Lam Nghệ An hàng năm đều cung cấp một số vận động viên để tham gia đội trẻ của tỉnh. Thì năm nay thì rất là mừng, là vì mới hè nhưng mà các thầy và ban huấn luyện lãnh đạo trung tâm thì đã lên trực tiếp tuyển chọn, thì có thể thấy là sự quan tâm, và chúng tôi cũng mong muốn là hàng năm đều có những cái cách tuyển sinh thế nào đó để mà có thêm nhiều cái cơ hữu nhí của Thái Hòa để về Sông Lam học tập và tiếp tục là cống hiến cho đội bóng xứ nghệ chúng ta. Buổi tuyển sinh của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An kết thúc trong ngày 12 tháng 7 và huyện Đô Lương, mảnh đất giàu truyền thống về bóng đá, sẽ là những điểm đến tiếp theo của những hội đồng tuyển sinh Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.